nói rằng bạn Vi rất là muốn học đàn. Và Hoàng Anh lúc đó đánh đàn lại rất là hay. Nên là đó là cuộc giao tiếp đầu tiên của Vi và Hoàng Anh. Vi đã quyết định chủ động rủ Hoàng Anh ra Starbucks để được tập đàn. Và đó cũng là lần duy nhất mà cô dâu chủ động. I was waiting for the moment to arrive. Waiting for the moment to arrive. Tôi là Nguyễn Văn Hòa, là ba của cháu Nguyễn Hoàng Anh, làm đại diện cho phái đoàn tập hội nhà trai ngày hôm nay. Cháu Hoàng Anh, con trai của chúng tôi, và cháu Huỳnh Vi, con gái của ông bà, hai cháu đã quen nhau, tìm hiểu nhau, rồi quý mến, tin tưởng và yêu thương nhau. Cả hai cháu cùng về thưa với mẹ cha, để hai ta cùng làm con một nhà. Hai gia đình đã bàn bạc, thống nhất định ngày tổ chức lễ hỏi cưới cho hai cháu theo phong tục cưới hỏi của người Việt Nam và thể hiện thành ý mong muốn được kết tình thông gia. Ờ, được ngon nè. Rồi, ngon. Không nghe qua cái cục An Nam thú quá à. Vào năm ngoái, Vi đã post lên một cái tấm hình ở trên Facebook. Hoàng Anh đã dẫn Vi về một cái hướng South Houston. Hoàng Anh đã chính thức cầu hôn bé Vi. Anh là Yuse Nguyễn Hoàng Anh, nhận em Huỳnh Trúc Vi làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Huỳnh Trúc Vi xin nhận anh Yuse Nguyễn Hoàng Anh làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Hứa sẽ yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Hai bác chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc và gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời nha. Dạ vâng, con cảm ơn. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc nhé. Dạ, sống vui thương bền chặt với nhau nhé. Dạ. Xin. Dạ. 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 Xin phép anh chị nha. Đây, đụng ly bà. Có lâu mới có dịp đụng. Dạ nha. Mẹ chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Ừ, không chúc đâu, có gì đâu. Cạn tình cạn nghĩa với tụi con, tức là ba thương hai con cũng hết. Dạ. Dạ. We're standing on. Thay mặt cho vợ chồng của con gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới tất cả các cô, chú, anh chị và những bác đã sắp xếp thời gian và tới chung vui cùng với tụi con. Con mong mọi người sẽ có một buổi tiệc thật là vui vẻ và cầu chúc cho gia đình tụi con thật là viên mãn, thật là hạnh phúc together. Và con cảm ơn mọi người rất là nhiều. Long trọng và vui vẻ thì không thiếu phần đóng góp của các bạn trẻ.
thì cho phép tôi được thay mặt tôi và cùng với anh chị Sư tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất nhiều các bạn. Mãi lên, mãi mãi phồn vinh. 1, 2, 3 go. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Đang lông đầu bạc ha, giống đẻ được chục đứa con. Tụi con đi đám cưới của Trang Đăng mới vừa tuần rồi. Và ngồi kế bạn này thì quay qua làm quen với nhau. Ồ em ơi em tên gì? Con bé nói là em tên Tâm. Cái chồng con mới hỏi là tuần sau em rảnh không đi đám cưới nha. Cái nó đi đám cưới luôn. Con cảm ơn mọi người và đặc biệt là em cảm ơn anh rất là nhiều. Ông xã trân trọng giới thiệu với quý ông bà, anh chị em, những người quy tụ nơi đây. Chúng ta có một gia đình mới, đó là gia đình của anh và chị Trúc Vy. Chúng ta cùng chào đón gia đình mới bằng một tràng pháo tay rất là nồng nhiệt.